Cận Tết, nhu cầu tiêu dùng cao, các đối tượng cho vay nhân dịp này đã mời chào tín dụng đen. Hàng loạt băng nhóm vừa bị triệt phá tại tỉnh Quảng Bình. Các nạn nhân được mời chào vay tiền dễ dàng, lãi suất thấp, nhưng trên thực tế có người phải trả lãi lên đến 700% một năm. Nếu không trả nợ, các nạn nhân bị đe dọa, khủng bố tinh thần. Mới đây, hai đối tượng đã bị lực lượng công an tỉnh Quảng Bình tạm giữ để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi. Quá trình đấu tranh đã làm rõ đường dây cho vay nặng lãi này có 8 đối tượng liên quan trong và ngoài tỉnh. Từ năm 2018 đến nay, các đối tượng đã cho hơn 500 lượt người tại thành phố Đồng Hới, Bố Trạch, Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn vay tiền. Tổng số tiền giao dịch là 5 tỷ đồng với mức lãi suất cắt cổ. Lãi suất của các đối tượng cho vay thì dao động từ 120% trên năm đến 700% trên năm. Khi mà người vay mà không có khả năng trả lãi và trả gốc thì các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn đe dọa, khủng bố tinh thần để nhằm mục đích thu lãi và thu tiền gốc. Năm 2021, tại Quảng Bình, lực lượng chức năng đã khởi tố 11 vụ với 21 bị can liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng. Tình hình tội phạm tín dụng đen cơ bản được kiểm soát, tuy nhiên, cận Tết nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng, trong khi đó tác động của dịch bệnh, kinh tế khó khăn, các đối tượng cho vay lại hoạt động rầm rộ. Ngoài việc phát tán tờ rơi, các đối tượng còn sử dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội để tiếp cận người đi vay. Chủ yếu là vay tín chấp, một số đối tượng là hoạt động cho vay qua mạng Internet, sử dụng cả cái hình ảnh clip, rồi cả cái hình ảnh nhạy cảm của chị em phụ nữ để là khống chế đòi nợ. Từ việc đòi nợ và việc bị đòi nợ, nguyên nhân từ hoạt động tín dụng đen và giao dịch vay mượn thông thường rất dễ phát sinh các hành vi phạm tội như cưỡng đoạt tài sản, hủy hoại tài sản, cố ý gây thương tích. Hiện nay thì có cái hướng dẫn 105 của Tòa án Nhân dân tối cao về việc là xử lý đối với hành vi cho vay lãi nặng theo cái điều 201 của luật hình sự, rất là có cái hành lang pháp lý để xử lý nó dễ hơn. Trước đây thì có cái tăng số là quy định là thu lời bất chính trên 30 triệu thì mới xử lý hình sự. Bây giờ thì cái hướng dẫn 105 này nó có cái hướng dẫn cụ thể hơn là những lần cho vay nặng lãi chưa đủ thì tăng số thu lời bất chính 30 triệu mà cho vay nhiều lần cộng lại mà trên 30 triệu thì vẫn xử lý theo quy định của pháp luật. Cùng với nỗ lực của lực lượng chức năng trong việc điều tra xử lý nghiêm các đối tượng cho vay nặng lãi, mỗi người dân cần phải nâng cao cảnh giác trước bẫy của tín dụng đen.